Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tổ Hồn Sơn hình như là đã khôi phục rồi. Hắn dẫn động một tia ý chí của Tổ Long, muốn mượn lấy lần này để rèn luyện với Chu Nguyên và Tổ Thao. Chuyện của Long Linh Động Thiên sau khi truyền ra ngoài, Chư Thiên đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời bắt đầu bước vào hỗn độn hư không tìm kiếm thánh thần huyết túy bị vật chất Tổ Long phong ấn. Sau đó cố gắng tăng cường phong ấn, Chư Thiên và Thánh Tông ở hỗn độn hư không triển khai chiến đấu kịch liệt. Ở đây bắt đầu gọi là hư không chiến trường. 2 năm sau, dưới chân núi của Tổ Hồn Sơn, cuối cùng cũng nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời rồi. Đây là pháp vực, ngươi đã tấn thăng lên bát phẩm rồi sao? Chu Nguyên, tên ngốc nhà ngươi lấy được cơ duyên lớn như vậy, vậy mà vẫn chưa bước vào pháp vực cảnh. Quả thật là còn kém một chút, nhưng mà ngươi bước vào du thần cảnh rồi sao? Đúng vậy, ta cũng không thể nào ngờ được. Ở đây bởi vì ngươi hấp thu tàn hồn của Tổ Long, vốn dĩ là dựa theo tình huống bình thường, ngươi không thể nào hấp thu. Có lẽ là công lao ngươi tu luyện Tổ Long Kinh, nó có ích rất lớn đối với thần hồn của ngươi, Thương Nguyên Sư Tôn. Một khi bước vào du thần cảnh, ngươi đủ dùng thần hồn sai khiến vạn vật. Chúc mừng ngươi Chu Nguyên, bây giờ ngươi cũng được xem như là người đứng đầu của một phương rồi. Nội tình nguyên khí bây giờ của ngươi hình như là cực kỳ hùng hậu. Nguyên anh cảnh của ngươi có mấy tắc? Để đồ nhi xem thử.